Rồi chào buổi sáng các bạn nha. Hôm nay tiếp tục cái chương trình sữa men ha. Thì ở đây mình có một cái đồng hồ điện tử ha. Thì không biết các bạn nào biết sử dụng chưa ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ này luôn ha. Thì ở đây các bạn thấy nó có để là 600W, 200W, 20W, 2W, 200mA ha. Miliwatt ha. Thì bên đây là điện một chiều ha. Đo điện một chiều. Thì bên đây là đo điện xoay chiều ha. 600W với 200W ha. Rồi, ở bên đây thì nó là đo tụ ha. Đây. Còn ở dưới này nè. Có cái hình cái lo nè. Là đo chạm ha, nó chạm là lo nó kêu ha. Rồi bên đây là nguyên cái dãy, bên đây là đo điện trở ha, cái vàng nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn đo luôn ha. Sẵn mình sửa cái men luôn. Đây đây mở cái men lên cho bạn xem ha. Rồi mình đo volt thì mình bật qua chế độ khoảng 20W ha. Thường men PC là nó không có vượt qua được ha. Nó thì mình mở men nó lên, nó chạy lên ok ha. Nhưng mà cái này men này nó bị lỗi cái cổng USB chập chờn ha, lúc nhận lúc không ha. Thì mình đo cầu chì nó là một đầu là nó có 5.2V ha. Rồi đây là nó chỉ có 3.6V thôi ha. Đây. Nè, cầu chì ha. Thì khi mà mình rút cái cổng USB này ra nè. Thì mình đo lại nè. Nó lên 5.2 lại ha. Thì mình gắn gắn lại cổng USB thì nó bị sụt xuống ha. Nè, nó có 3.6 rồi ha. Thì cái này bị lỗi, cái này là giga bữa hôm mình có hướng dẫn cái H61 rồi đó. Thì nó chập chờn lúc nhận lúc không á. Gắn cổng USB vô là bị sụp nguồn ha. Nó thì ở trên này thì nó đủ ha. Ở trên này là đường 2.0 ha. Còn cái này nó bị sụp đường nguồn 3.0 nha. Thì cái này là mình chỉ thay cầu chì là ok ha. Rồi. Để mình thay cái cầu chì thử cho các bạn xem ha. Mình khò xả cái cầu chì này ra. Cái cầu chì này nếu mà bạn không có thì bạn câu nói qua luôn nha. Câu tắt qua luôn. Cầu chì này nó để bảo vệ thôi ha. Giống như cầu chì của cầu giao điện mình vậy. Nó mà đứt cái thì cổng USB nó không hoạt động ha. Giga chuyên bị bệnh này luôn á, nhiều lắm. Nó đứt thì nó không đứt mà nó cái chật chờn nó sụp ha. Rồi đây cái cầu chì ha, nhỏ xíu à, thấy không ha, nhỏ xíu à. Nè. Rồi ở đây mình có một cái giga H61 ha. Trên cái cổng đây nó cũng có cái cầu chì nhỏ xíu nè ha, đây nè ha, mình gỡ nó ra cái ha. Gỡ nó ra gắn quanh đây thôi.
này bà không có đây, mình thay vô thôi. Để cho nó nguội tí rồi mình vệ sinh lên cái ha, lấy tí bông gòn vệ sinh lên cái. Thì mình đo chỗ nó nguồn nào thiếu thì mình xử nguồn đó thôi ha, không có thay lung tung ha, không có xả bỏ gì nhiều ha, xả bỏ nó chập chờn lắm, nó không ổn định đâu ha. Đây mình gắn gắn cái bàn phím vô đây ha. Rồi mở máy lên nè. Rồi mở máy lên đo coi nó còn bị tuột không nha, nó lên màn hình rồi đó. Nè, nó lên 5.2 rồi ha. Thì ở đây mình đo nó có hai đầu, đây 5.2 ha, đây 5.2 ha, nè là ok rồi ha. Cho nên này mình câu tắt được thở máy ha, câu tắt thì sợ nó không đứt cầu chì thì nó gây ra hư linh kiện khác ha. Rồi thì hướng dẫn cho bạn dễ thôi đó, mình thay cái cầu chì nè, các bạn coi cái cầu chì ha, nó bây giờ nó ra 5.19 ha, nó ổn áp rồi ha. Thì bệnh nó đơn giản chỉ có vậy thôi, nhiều người không biết quậy nát cái men cho người hư luôn ha. Thì xả mấy con bảo vệ ra là tùm lum hết trơn, thì cái này nó bị đứt cầu chì thôi ha, nó bị cầu chì nó sụp thôi ha. Rồi sửa men thì đơn giản vậy thôi, mình phát hiện bệnh chỗ nào thì mình làm chỗ đó thôi, không có làm lung tung nha. Rồi mình test lên ok, mình thấy bệnh khác thì mình sẽ xử bệnh khác thôi chứ còn. Rồi thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng đồng hồ để đo đo nguồn điện trên men ha. Thì các bạn đo chỗ nào có nguồn thì bạn cứ dí vô một que là chọc mát ha. Đây nó có cái que đen với cái que đỏ ha, đen thì cắm vô mát rồi đo vô đây, nó hiện lên ha, nó hiện quên lên. Thì mình nếu mình có sơ đồ thì mình coi sơ đồ coi đúng quên không nha, tăng thì mình ấy ha, tăng giảm gì đó mình tính xử nó ha. Rồi thì cách sửa men đơn giản vậy thôi. Rồi nguồn pin rồi nè, các bạn đo luôn ha, đo coi nó gắn pin vô mà nó có nguồn không nè, là nó có nhận được cục pin rồi chưa đó. Thì đo thì nó chỉ như vậy thôi. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe ha. Các bạn nào mà đăng ký không được cái kênh này của mình á, thì các bạn vô trong cái trang Su Su TV á, mình có comment vô đó đó, nó có cái tấm hình của cái mình đó, bạn bấm vô cái tấm hình đó cái nó hiện chữ đăng ký lên, các bạn bấm vô đăng ký rồi ha. Thì kênh mình mới tạo lại cho nên ít ha. Rồi bye bye các bạn.